Hà Đăng viết xin chào bạn. Sau đây Hà Đăng viết xin xin giới thiệu các bạn này. Những mẫu lăng xê hiện Hà Đăng viết xin đang phân phối. Đấy, trước tiên các bạn thấy lò xo lăng xê đây. Các bạn về các bạn buộc. Buộc thì cái dù buộc các bạn nên chọn dù cứng. Nên chọn dù mềm cũng được nhưng mà hay bị rối. Các bạn nhìn đây lò xo, cái dù này nó cứng như này nó hạn chế rối. Nếu mà dù mình buộc thì lăng xê thì đa số hay bị rối. Đây lăng xê hộp mà nhựa của hãng BMEZ, lưỡi số 10. Một hộp mà hai bộ lăng xê cả khóa vào kia. Đấy, các bạn mua cái này thì thường nhà sản xuất nó bột qua thôi. Các bạn về các bạn rít lại và các bạn nhỏ keo vào cái đám chỗ bột này cho nó an toàn. Rít lại cái dây. Đấy, bạn rít lại cái dây này. Rít thật chặt à. Bạn nhỏ keo 52, chấm một tí keo 52 này. Nó không bị tụt. Nhà sản xuất họ buộc thì họ buộc qua, buộc nhanh, buộc nhiều nên là họ không buộc kỹ như mình được. Các bạn mua về các bạn buộc lại. Tránh như là gặp con hàng mà ăn như thế, tụt mất cái tiếc cả ngày, ngồi cả ngày được phát tụt mất. Đây cũng đang xê đây. Hãng Chai Tin Fishing và hãng Chai Tin Fishing của Trung Quốc sản xuất hai bộ đang xe vỏ bằng giấy. Tiếp đến là ngăn xe của Simago, pan của Simago, pan của Simago này rất ưu việt, lợi tốt bén, dù cứng ít rối, khóa rất chắc, nhìn khóa của lăng xe xe màu rất chắc, dù nó cứng như này mà lưỡi vậy mà nó không gập như dù khác thì nó gập vào như này ngay nhưng mà gọi là cứng đơ luôn. Cứng như này thì nó không bị rối. Bạn buộc dù mình được, các bạn chốt qua tí keo được, chốt qua tí keo thì nó cứng, keo 52 là cứng. Đây dù chuyên dụng để buộc lăng xê, các bạn cũng phải nhỏ keo ạ, nó đỡ bị tụt. Đây là cái nó thay hạt xốp này, cái này nó cũng là xốp luôn này, cũng nổi, các bạn đáp xuống cái này các bạn thử nó có nổi hay không này. Các bạn cầm cái chùm lăng xê đây, các bạn nhúng xuống nước nhìn, các bạn quan sát nó sẽ nổi. Lưỡi này rất bén, bén và cứng, được phủ sơn phát quang khóa siêu chắc, khóa lòng như này rất chắc. Này thay hạt xốp được, các bạn không dùng dùng hạt xốp được mà không dùng được, cái này nó thay hạt xốp luôn. Vừa rồi Hải Đăng đã giới thiệu các bạn những cái mẫu lăng xê thông dụng Hải Đăng phát sinh đang phân phối. Hải Đăng phát sinh xin chào, hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải Đăng phát sinh.